Các em thiếu nhi thân mến, Ngày hội thiếu nhi vui khỏe tiến bước lên đoàn là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm nâng cao ý thức phấn đấu của thiếu nhi cả nước, mong muốn được đứng trong hàng ngũ của đoàn, trở thành người đoàn viên thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Hòa trong không khí cả nước chào mừng Đại hội đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Giang lần thứ 16, nhiệm kỳ 2017-2022, kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3 năm 1931, 26 tháng 3 năm 2017. Trường Trung học Cơ sở Minh Đức, huyện Việt Yên đã sôi nổi tổ chức Ngày hội Thiếu nhi vui khỏe tiến bước lên đoàn với nhiều hoạt động bổ ích, ý nghĩa cho các em đội viên học sinh nhà trường. Nội dung ngày hội bao gồm hai phần, phần lễ và phần hội. Tại phần lễ, đội nghi thức của trường Trung học Cơ sở Minh Đức cùng các em học sinh của trường đã mang đến lễ diễu hành vô cùng nghiêm trang và đẹp mắt. Đi đầu là đội kiệu rước ảnh Bác Hồ, đội nghi thức đoàn diễu hành qua lễ đài trong tiếng nhạc quân kỳ hùng tráng, lồng trong lời dẫn mượt mà đằm thắm của hai bạn MC. Chúng ta có cảm giác như đội quân Tí Hon đang hăng hái tham gia giành chiến thắng. Mở đầu chương trình Ngày hội Thiếu nhi vui khỏe tiến bước lên đoàn của trường Trung học Cơ sở Minh Đức là màn diễn ca ôn lại truyền thống của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, gây nhiều xúc động cho người xem. Trong phần diễn ca này, các bạn học sinh của trường Trung học Cơ sở Minh Đức đã hát múa, diễn kịch, mô phỏng lại sự kiện ngày 15 tháng 5 năm 1941 thành lập tổ chức đội. Tiếp theo của phần diễn ca này, các bạn đã kể lại những tấm gương hy sinh anh dũng tiêu biểu của đất nước, đó là tấm gương của người đội trưởng đầu tiên của đội thiếu nhi cứu quốc, nay là đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, anh Kim Đồng, đã dũng cảm hy sinh trong khi làm nhiệm vụ canh gác, bảo vệ cuộc họp bí mật của Trung ương Đảng. Anh Kim Đồng hy sinh khi vừa tròn 15 tuổi. Tấm gương chị Võ Thị Sáu trước sự đau thương và mất mát của quê hương đã thúc đẩy chị Võ Thị Sáu và tầng lớp nhân dân tham gia kháng chiến chống thực dân Pháp. Cuộc đời chị Sáu gắn bó cách mạng kể từ đó. Năm 1947, lúc 14 tuổi, chị Sáu vừa làm nhiệm vụ mua hàng, vừa làm nhiệm vụ giao liên để nắm tình hình địch và làm mật hộ viên công an xung phong đất đỏ. Tuy còn nhỏ tuổi, nhưng chị rất mưu trí, lanh lẹ và chị luôn hoàn thành nhiệm vụ được phân công. Sau này, chị Võ Thị Sáu bị thực dân Pháp bắt đầy ra Côn Đảo và xử bắn chị. Sự anh dũng và lòng yêu nước của người thiếu nữ này luôn được các thế hệ đội viên thanh niên sau này ghi nhớ là tấm gương sáng cho lớp lớp thế hệ thiếu niên Việt Nam noi theo. Kết thúc phần diễn ca, tất cả các bạn học sinh trường Trung học Cơ sở Minh Đức đã cùng nhau biểu diễn bài dân vũ Chung Sống, mong muốn qua điệu dân vũ và nhịp điệu vui tươi của bài hát sẽ thắt chặt tình đoàn kết, tạo không khí vui tươi, phấn khởi. Sau phần lễ, các bạn học sinh của trường Trung học Cơ sở Minh Đức bước vào phần hội. Tại đây, các bạn học sinh tham gia 3 chuyên hiệu rèn luyện đội viên, chuyên hiệu nghi thức đội, chuyên hiệu hữu nghị quốc tế, chuyên hiệu khéo tay hay làm. Các bạn học sinh khối lớp 8 tham gia chuyên hiệu nghi thức đội. Tại chuyên hiệu này, các chi đội của mỗi lớp sẽ bốc thăm, lựa chọn phần thi nghi thức đội của mình và thực hiện những yêu cầu nghi thức đội thật chuẩn xác, đều và đẹp mắt. Gây ấn tượng cho ban giám khảo tại chuyên hiệu khéo tay hay làm là những sản phẩm bánh truyền thống do các bạn học sinh khối lớp 6 trường Trung học Cơ sở Minh Đức thực hiện. Sau đây là bài giới thiệu về bánh trôi, là loại bánh cổ truyền tại miền Bắc Việt Nam. Cứ vào mùng 3 tháng 3 tháng 5, phổ biến nhất vào mùng 3 tháng 5 tháng 5, cứ vào ngày này, mọi người trong gia đình lại cùng nhau làm nên những đĩa bánh trôi tròn trịa, đẹp mắt để cúng ông bà tổ tiên. Trong ngày này, dù ở xa từ đâu, khi nhìn thấy những sản phẩm này cũng sẽ nhớ về gia đình. Như trong thơ của bà Hồ Xuân Hương, thân em vừa trắng lại vừa tròn, bảy nổi ba chìm với nước non. Lớp 6D chúng em hôm nay mang đến hội thi những đĩa bánh trôi tròn trịa đẹp mắt do những bàn tay khéo léo và xinh xắn của các bạn đội viên 6D làm cùng với cô giáo Lê Hương. Với rất nhiều hương vị khác nhau, ví dụ như màu tím từ lá nếp cẩm đặc biệt của vùng quê Sơn Động xa xôi, quyện cùng với rất nhiều hương vị khác, ví dụ như màu vàng của chanh leo, màu xanh của lá dứa và màu đỏ của gốc. Với chuyên hiệu hữu nghị quốc tế, các bạn học sinh khối lớp 7 của trường Trung học Cơ sở Minh Đức giới thiệu về lớp của mình bằng tiếng Anh, tham gia các trò chơi tiếng Anh và mỗi lớp sẽ hát những bài hát bằng tiếng Anh. Ấn tượng nhất tại chuyên hiệu này là các bạn học sinh lớp 7C đã thể hiện một bài hát về tình hữu nghị các nước trên thế giới, nói về văn hóa màu cờ của mỗi nước. Qua những
sân chơi hữu nghị thì em cảm thấy rất vui. Em được biểu diễn bài Where From. Qua đây em mong muốn các bạn sẽ chơi sân chơi hữu nghị để biết được về tiếng Anh và hiểu biết được các quốc tịch và tên nước bằng tiếng Anh. Thông qua các hoạt động trong ngày hội, các em được ôn lại truyền thống vẻ vang của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh. Ngày hội đã tạo động lực mạnh mẽ cho các em phấn đấu, rèn luyện đạo đức, học tập. Đồng thời, đây cũng là một nội dung hoạt động ý nghĩa nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua, xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, tạo không khí sôi nổi cho các em rèn luyện sức khỏe, tích cực tham gia các hoạt động của đội, phấn đấu trở thành con ngoan trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ. Hoạt động ngày giờ là một hoạt động rất quan trọng cho hoạt động giáo dục nhà trường. Do vậy mà trong đợt kỷ niệm 26 tháng 3 năm nay thì nhà trường tổ chức đại hội ký túc xá đoàn sân chơi tiếng Anh trao danh hiệu cho học sinh. Thì năm nay thì cái ngày hội đó có cái điểm nổi bật nhất là chúng tôi tổ chức song song ba cái chuyên hiệu hợp tác quốc tế, chuyên hiệu cái tê làm hay chuyên hiệu nghi thức độ. Thì cái mới năm nay là đưa sân chơi tiếng Anh vào trong hoạt động, bởi vì hoạt động dạy và học thì tiếng Anh rất là quan trọng, giúp cho các em giao tiếp và có cái kiến thức sau này phát triển hơn. Và đặc biệt thì qua ngày hội này thì cho học sinh hiểu được sâu sắc hơn về Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, giúp các em hiểu và phát huy truyền thống của đoàn đội, từ đó các em yêu trường yêu nước hơn, theo đúng tông nghiệp mỗi ngày đến trường ngày vui. Tổ chức ngày hội hôm nay để giúp cho các em sinh tự tin hơn và giao tiếp tốt hơn. Thực hiện chương trình công tác đội và phong trào thiếu nhi năm học 2016-2017, đặc biệt là tổ chức các hoạt động để chào mừng 86 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, chào mừng đại hội đoàn các cấp. Thì hội đồng đội huyện dưới sự chỉ đạo của hội đồng đội tỉnh Bắc Giang thì chúng tôi đã xây dựng cái hướng dẫn tổ chức các hoạt động trong tháng 3, đặc biệt là chúng tôi chỉ đạo 100% các liên đội trong nhà trường, gồm có 47 liên đội tiểu học, trung học cơ sở nhà trường, tổ chức ngày hội thiếu nhi vui khỏe đối với liên đội tiểu học và ngày hội tiến bước lên đoàn đối với khối liên đội trung học cơ sở. Đặc biệt trong ngày hội này chúng tôi yêu cầu tất cả 100% các đơn vị phải gắn với nội dung là gắn với sân chơi tiếng Anh theo đúng cái sự hướng dẫn, đúng với định hướng của tỉnh cũng như của huyện là đẩy mạnh việc học tập và sử dụng tiếng Anh trong nhà trường. Theo cái kế hoạch đó thì chúng tôi đã tổ chức chỉ đạo, tổ chức điểm của hai đơn vị. Với khối tiểu học, chúng tôi tổ chức điểm tại đơn vị tiểu học Ninh Sơn. Và với khối trung học cơ sở thì chúng tôi chỉ đạo điểm tại liên đội trung học cơ sở Minh Đức. Đối với hai đơn vị điểm này thì chúng tôi chỉ đạo sẽ tổ chức xong trước ngày 20 tháng 3. Cũng hòa chung không khí thi đua chào mừng ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3, Liên đội trường tiểu học Tân Hưng, huyện Lạng Giang tổ chức ngày hội thiếu nhi vui khỏe tiến bước lên đoàn với nhiều hoạt động thiết thực, tạo cho học sinh sân chơi bổ ích và vô cùng lý thú. Mỗi cấp học có một chủ đề riêng, mỗi trường có một cách thức thể hiện, nhưng tất cả đều hòa chung một khí thế ngày hội thiếu nhi vui khỏe tiến bước lên đoàn, thể hiện ý chí của thiếu nhi Việt Nam hăng hái rèn luyện sức khỏe, tinh thần, phấn đấu vươn lên trở thành những đoàn viên thanh niên, những thế hệ công dân mới có sức khỏe, trí tuệ và tâm huyết, sống có ích cho xã hội. Đối với đội viên của trường tiểu học Tân Hưng, các bạn sẽ tham gia kiểm tra 4 chuyên hiệu trong chương trình rèn luyện đội viên, đó là chuyên hiệu nghi thức đội viên, chuyên hiệu khéo tay hay làm, chuyên hiệu nhà sử học nhỏ tuổi và chuyên hiệu nhà sinh học nhỏ tuổi. Điều đặc biệt ở đây là các bạn sẽ rèn luyện 4 chuyên hiệu trên theo hình thức trò chơi lớn, và trường tiểu học Tân Hưng là trường được hội đồng đội tỉnh chọn làm trường thực hiện điểm tổ chức ngày hội thiếu nhi vui khỏe tiến bước lên đoàn theo hình thức trò chơi lớn này. Tham gia trò chơi lớn, các bạn học sinh khối lớp 4 và 5 của trường tiểu học Tân Hưng được chia làm 4 đội, mỗi đội có 2 chi đội. Các đội sẽ lần lượt tham gia vào 4 chuyên hiệu trên. Tại trạm xuất phát, 4 đội sẽ phải giải mật thư để quy định thứ tự xuất phát của các đội. Đội giải mật thư sau phải chờ sau 5 phút mới được xuất phát. Các đội chơi chọn tên đội của mình với chủ đề ngày hội hoặc đức tính, đội viên, tên anh hùng nhỏ tuổi. Sau đó cắt dán tên đội lên cờ lệnh. Trạm số 2 ở khu vực cổng trường, tại đây các đội sẽ kiểm tra chuyên hiệu nghi thức đội. Với nội dung thực hiện tập trung, điểm số báo cáo quân số theo nghi thức đội, bốc thăm chọn các đề kiểm tra. Đối với các động tác cá nhân tại chỗ, di động cả đội thực hiện động tác cờ, thực hiện thành 2 nhóm, mỗi nhóm 10 bạn. Tại trạm này,
Nếu đội nào thực hiện chưa đạt sẽ phải tập luyện thêm và hoàn thành đề kiểm tra. Và trong lúc chưa hoàn thành, nếu đội khác đến thì đội đó sẽ phải nhường cho các đội thực hiện trước. Vì vậy, tại trạm này, các đội sẽ phải tập trung cao để hoàn thành tốt và nhanh nhất phần thi của mình. Di chuyển tới trạm số 3, các bạn thực hiện kiểm tra chuyên hiệu khéo tay hay làm với nội dung thực hiện cắm hoa, tỉa hoa quả, làm đồ chơi bằng giấy, nặn hoặc vẽ tranh. Mỗi đội sẽ chọn 2 trên 5 nội dung trên để tham gia thực hiện. Sau khi hoàn thành, các bạn nộp lại cho ban giám khảo đánh giá. Đánh giá đạt thì các đội mới được tiến tới trạm tiếp theo. Thử thách chuyển trạm tại trạm số 3 là tập 2 động tác trong bài thể dục phát triển chung. Trạm số 4 kiểm tra chuyên hiệu nhà sư học nhỏ tuổi. Phần này, các bạn sẽ phải thực hiện các nhiệm vụ xé cắt dán một bộ trang phục của vua quan ngày xưa, trả lời nhanh 5 câu hỏi trắc nghiệm về lịch sử trong chương trình học của khối 4 và 5, tự sáng tác một bài võ trong vòng 5 phút. Với thử thách này, ban giám khảo không khỏi thán phục trước khả năng khéo léo, thông minh, nhanh nhẹn của các đội. Và với màn múa võ cổ truyền, các bạn mang đến một khí thế vô cùng hào hùng cho hội thi. Tham gia những trò chơi lớn thì em thấy ấn tượng nhất là phần nhà sử học nhỏ tuổi ạ. Trong cái phần chương trình nhà sử học nhỏ tuổi này thì em đã được làm em đã được trải nghiệm trả lời trắc nghiệm 5 câu hỏi lịch sử và tập võ. Khi mà tham gia các hoạt động như vậy thì em cảm thấy thế nào? Em thấy rất vui ạ. Em mong muốn là những trò chơi lớn như này rất vui và có ích cho nên tất cả các trẻ em ở tỉnh đều được tham gia. Sau khi thực hiện phần thi của đội mình, các đội đến với thử thách chuyển trạm của trạm số 4 là nhảy lò cò 3m, sau đó di chuyển tới trạm số 5 tham gia chuyên hiệu nhà sinh học nhỏ tuổi, thực hiện làm báo thuốc trên tờ A0, tìm 5 cây thuốc nam và nêu công dụng của từng cây thuốc đó. Tại trạm này, các bạn đã thu được thêm kiến thức về các loại thuốc có trong dân gian rất bổ ích. Sau khi hoàn thành các thử thách tại 5 trạm, các đội nhanh chóng di chuyển về trạm số 6, trạm đích. Tại khu vực sân khấu trung tâm, nộp lại tất cả các sản phẩm trình giấy thông hành, hát một bài hát về đội viên mà đội lựa chọn, tổ chức triển lãm thuyết minh các sản phẩm ở các trạm, tổng kết hành trình trò chơi lớn của đội mình. Có thể thấy, tham gia chương trình rèn luyện đội viên theo hình thức trò chơi lớn đã tạo không khí mới mẻ, vui tươi và đạt hiệu quả cao với các em học sinh, góp phần tạo môi trường học tập thân thiện và học sinh trở nên chủ động, sáng tạo hơn. Bản thân là người đội viên thì em luôn phải rèn luyện và học tập thật tốt để trở thành một người đội viên gương mẫu. Tham gia ngày hội thiếu nhi vui khỏe tiến bước lên đoàn ngày hôm nay thì em cảm thấy thế nào? Em cảm thấy rất phấn khởi và hoạt động này rất có ích cho những bạn đội viên và em mong hoạt động này được tổ chức thường xuyên. Cái hoạt động trò chơi lớn này là một hoạt động rất là mới được hội đồng đội tỉnh đưa về các liên đội, nhưng mà tuy nhiên liên đội trường tiểu học Tân Hưng là liên đội đầu tiên làm điểm chương trình trò chơi lớn. Tôi thấy rằng là cái chương trình trò chơi lớn này rất là thiết thực và tạo cái không khí sôi nổi học tập và thi đua rèn luyện cho các em đội viên. Và tôi mong muốn rằng trong năm nay và những năm học sắp tới thì hội đồng đội tỉnh, hội đồng đội huyện Lạng Giang và các ban ngành lãnh đạo sẽ tạo mọi điều kiện để cho những cái hoạt động trò chơi lớn này phát triển và nhân rộng mô hình ra nhiều liên đội trong toàn huyện và toàn tỉnh, để tất cả các em đội viên của toàn tỉnh chúng ta sẽ được tham gia những cái hoạt động trải nghiệm bổ ích như thế này. Ngày hôm nay thì hội đội tỉnh có tổ chức một cái mô hình công nhận rèn luyện đội viên mới. Đấy thì đã có gắn với cả các hoạt động như là hoạt động đồng diễn dân vũ để chào mừng đại hội đoàn các cấp. Thì ở cái hình thức trò chơi lớn này thì sẽ phát huy được tối đa cái tinh thần làm việc nhóm của học sinh, tính thi đua của học sinh. Đây là một trong những mô hình mà được hội nội trung ương rất là kỳ vọng và Bắc Giang tiên phong đi đầu trong cái nội dung, cái hình thức trò chơi lớn này. Trong những ngày này, có thể thấy toàn bộ sân trường của các trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đều tưng bừng khí thế ngày hội thiếu nhi vui khỏe tiến bước lên đoàn. Các hoạt động của ngày hội thực sự đã để lại cho các em những ấn tượng sâu sắc về Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, khơi dậy ý thức rèn luyện, phấn đấu để trở thành những đoàn viên thanh niên tốt của ngày mai. Thông qua các hoạt động ngày hội thiếu nhi khỏe tiến bước lên đoàn là một dịp rất là quan trọng và ý nghĩa để giúp cho các bộ đội tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho thiếu nhi, tự hào hơn về lịch sử đội thiếu niên tiền phong, tiếp thêm động lực cho các em để các em có thêm động lực để phấn đấu để trở thành người đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Ngày hội thiếu nhi vui khỏe tiến bước lên đoàn thật sự là sân chơi lớn để đội viên gắn kết với các hoạt động tập thể, tự tin thể hiện bản thân, có thêm nhiều trải nghiệm quý, nhiều hiểu biết về tổ chức đoàn,
giáo dục các em thiếu nhi đội viên lòng tự hào, ý chí quyết tâm thi đua học tập và rèn luyện, phấn đấu trở thành người đoàn viên thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh của thiếu nhi Việt Nam.